Thì đây là cái cách sử dụng mô hình discriminated model cơ bản nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái discriminated mà chúng ta sử dụng dataset của chương trình được tạo thì nó sẽ như thế nào. Đây là một bài mới nhá. 3.3. Bài 3.3. Ba chín ba nha. Copy một ít code của bài cũ đó. Đây, đoạn chỉ cần cái đoạn này thôi. Ba chấm ba này. Đây nó chỉ cần đoạn này thôi nhá. Đầu tiên thì chúng ta cũng vào view chọn Other Window này, nên ta xuống này, hết nên ta xuống này. Next. Giống như hôm nay thôi, Save Name. Để chắc ăn thì chúng ta vào đây chúng ta copy nhá. Rồi copy này. Đấy. Này. Bớt đi nhá. Chúng ta sẽ giữ lại cái tên này nhá để tránh nhầm lẫn với cả cái dataset của chương trình của Net Framework họ xây dựng sẵn nhá. Finish. Chờ. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo ra một số các cái thành phần như sau này. Lý sinh viên. Data set. Và cái thứ hai ta sẽ cần quan tâm đấy là quản lý sinh viên. Tablerator chấm sinh viên Tablerator này. Viên. Chấm.
Được chưa? Khai báo xong hai này chưa? Đây, lúc đầu là nó khi mà chúng ta dùng WeChat chúng ta tạo ấy, thì nó sẽ có sẵn luôn. Đó. Và chúng ta đây. Đó chính là cái này nhá. Đây đây được coi như là một lớp được tạo ra ấy, và bây giờ chúng ta đang tạo ra các thể hiện của lớp đó đúng không? Quản lý sinh viên Delta này và sinh viên Raptor nhá. Thì hai cái nó sẽ tạo ra nhá. Dataset này là dataset mà do mình tự định nghĩa. Có dataset lúc nãy là dataset của chương trình của quên mất của framework nó tạo sẵn, tính sẵn. Được chưa? Bây giờ chúng ta dùng cái này. Cái này thì các em sẽ nhìn thấy ở đây đầu tiên các em có tư duy một chút này. Chúng ta mở đây ta xét ra ta sẽ thấy đây là toàn bộ dữ liệu ngoài cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ánh xạ này. Và đây là bảng ngoài bảng những cơ sở dữ liệu đó. Và trong đó thì có các cái sinh viên theater có các hàm để sử dụng. Được chưa nhỉ? Và trong hàm này chúng ta thấy có cái hàm là fill. Đó. Hàm fill này là hàm là làm gì? Hàm này là làm gì? Hàm để đổ dữ liệu đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là đổ dữ liệu thôi. Chúng ta sử dụng adapter đổ dữ liệu sinh viên adapter.fill. Đổ dữ liệu vào đâu? Đổ dữ liệu vào bảng. Thế nhỉ? Để sinh viên. Đây của sinh viên Delta nhá. Chấm sinh viên. Chúng ta sẽ đổ vào sinh viên nhá. Cách này các em sẽ thấy rằng nó hơi lằng ngoằng một chút nhưng mà cách này là cách mà khá là chuyên nghiệp và hay. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một lặp này for. Int chi bằng 0 y nhỏ hơn quản lý sinh viên ta chấm sinh viên chấm row chấm thao y cộng cộng bây giờ hiển thị dữ liệu thôi tôi chấm write quản lý sinh viên Delta chấm sinh viên đâu đi chương trình chạy bình thường đúng không? Như vậy về cách này chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không cần phải khai báo nguồn dữ liệu đúng không nhỉ? Mà nguồn dữ liệu chúng ta sẽ được lấy từ cái dataset mà chúng ta đã sử dụng WeChat để tạo ra. Được chưa?